Đầu tiên, xin mời thí sinh mang số báo danh 01, Lô Thị Huệ, hãy bước ra sân khấu thể hiện phần thi trình diễn trang phục của mình. Lô Thị Huệ, sinh năm 1995, đến từ đơn vị bản Cờ Đỏ. Sở thích của chị Huệ là được tham gia các hoạt động xã hội, thích xem phim, thích nghe nhạc, thích được đi du lịch khắp mọi miền trên đất nước. Ước mơ của chị Hè là trở thành một giáo viên dạy giỏi. Xin được cảm ơn phần trình diễn trang phục của thí sinh Lô Thị Hè. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 02, Lương Thị Giang. Thí sinh Lương Thị Giang, sinh năm 1999, đến từ đơn vị bản Minh Châu. Chị Giang có sở thích là tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thích nghe nhạc, thích xem phim, thích nấu ăn. Mong ước của chị là trở thành một cán bộ hội phụ nữ giỏi. Xin được lưu ý với các thí sinh là phần thi trình diễn trang phục của các thí sinh tối thiểu phải được 3 phút và tối đa là 5 phút. Mong rằng các thí sinh của chúng ta hãy trình diễn và khoe hết những phần trang phục của mình thật đẹp để cho ban giám khảo, ban tổ thư ký và ban tổ chức được chiêm ngưỡng. Xin cảm ơn. Tiếp theo, xin mời thí sinh mang số báo danh 03, Trần Thị Luyện. Thí sinh mang số báo danh 03, Trần Thị Luyện, sinh năm 1986, đến từ đơn vị Bạc Tà Lành. Sở thích của chị Luyện là được đi du lịch, làm đẹp cho chị em phụ nữ, thích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Mong ước của chị Luyện là trở thành một nhà thiết kế tài ba. Xin được chúc mừng chị Trần Thị Luyện đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 04, Lô Thị Hồng. Xin mời Lô Thị Hồng hãy bước ra sân khấu để thể hiện phần thi trình diễn trang phục. Thí sinh Lô Thị Hồng sinh năm 1996, đến từ đơn vị bản Đình Tiến. Sở thích của chị Hồng là nấu ăn, chăm sóc gia đình, thích các hoạt động văn hóa văn nghệ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức, thích được đi du lịch, thích xem phim, thích nghe nhạc. Ước mơ của chị là được đi du lịch khắp nơi trên mọi miền đất nước. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Lô Thị Hồng đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh Lô Thị Minh mang số báo danh 05. Thí sinh Lô Thị Minh sinh năm 1986, đến từ đơn vị bản Minh Tiến. Sở thích của chị Minh là theo dệt, thích trồng hoa, trồng cây cảnh, thích trồng mô hình rau sạch. Môn yêu thích thể thao của chị Minh là môn bóng chuyền. Ước mong của chị Minh là trở thành bà chủ trang trại trồng rau sạch. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Lô Thị Minh đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 06, Lò Thị Tuyệt. Thí sinh mang số báo danh 06, Lò Thị Tuyệt, sinh năm 1993, đến từ đơn vị bản Đồng Minh. Sở thích của chị Tuyệt là thích tham gia các hoạt động xã hội, chăm sóc gia đình, nấu ăn. Ước mong của chị Tuyệt là trở thành một cán bộ hội phụ nữ giỏi.
Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Lò Thị Tuyệt đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh Phương 7, Lô Thị Thứ. Thí sinh mang số báo danh 07, Lô Thị Thứ, sinh năm 1990, đến từ đơn vị Bản Kè Nín. Sở thích của chị Thứ là nấu ăn, xem phim, chơi thể thao, thích cùng với gia đình đi tham quan du lịch trên khắp mọi miền của đất nước. Ước mơ của chị Thứ là có được tiền đồ thời trang phục vụ chị em phụ nữ. Xin được chúc mừng thí sinh Lương Thị Thứ đã hoàn thành sau phần thi trang phục của mình. Tiếp theo, xin mời thí sinh mang số báo danh 08, Lương Thị Thanh, hãy bước ra sân khấu để thể hiện phần thi trình diễn trang phục của mình. Thí sinh mang số báo danh 08, Lương Thị Thanh, sinh năm 1988, đến từ đơn vị Bàn Na Xén. Sở thích của chị Thanh là được tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thích xem phim, thích nấu ăn, thích chăn nuôi gia cầm. Ước mơ của chị là muốn trở thành một chủ trang trại nuôi gà. Xin được chúc mừng thí sinh Lương Thị Thanh đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 09, Lô Thị Liệu, hãy bước ra sân khấu thể hiện phần thi trình diễn trang phục. Thí sinh mang số báo danh 09, Lô Thị Liệu, sinh năm 1990, đến từ trạm y tế xã Châu Hành. Sở thích của chị Liệu là thích trồng hoa, trồng cây cảnh, chăm sóc cho gia đình, thích đọc báo, thích xem phim. Ước mơ của chị là trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho nhân dân. Vâng, xin được chúc mừng chị Liều đã hoàn thành phần thi trình diễn trang phục của mình. Tiếp theo xin mời thí sinh Trần Thị Pha bước ra sân khấu để thể hiện phần thi trang phục của mình. Thí sinh Trần Thị Pha, sinh năm 1987, đến từ đơn vị Bản Hành Tiến. Sở thích của chị Pha là thích được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Trần Thị Pha đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục của mình. Và cuối cùng, xin mời thí sinh mang số báo danh 11, Lương Thị Nga bước ra sân khấu để thể hiện phần thi trình diễn trang phục của mình. Thí sinh Lương Thị Nga, sinh năm 1989, đến từ đơn vị Bản Tà Sòi. Sở thích của chị Nga là thích được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Ước mơ của chị Nga muốn trở thành một cán bộ Hội Phụ nữ giỏi. Kính thưa quý vị, như vậy là 11 thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục của mình.